Xin chào mọi người. Chiều nay là sẽ diễn ra trận cây giải 3-4 giữa đội nữ kêu co xã Bát Mọt và đội nữ kêu co xã Xuân Trinh nha mọi người nhé. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo cho các đồng chí trưởng đoàn của các đơn vị. Tối đêm nay đúng 19:30 sẽ khai mạc tuần lễ văn hóa thể thao và du lịch lần thứ nhất huyện Từ Sơn năm 2019. Ban tổ chức chúng tôi đề nghị tất cả các đồng chí trưởng đoàn sau khi các vận động viên của mình thi đấu xong các bộ môn và các nội dung thi đấu trong ngày hôm nay, đề nghị các đồng chí trưởng đoàn là không cho vận động viên mình về và phải ở lại để tối nay tham dự lễ khai mạc và trao giải các bộ môn chúng ta đã thi đấu trong ngày hôm nay. Và sáng ngày mai đúng 7:30 sẽ diễn ra. Đây là hai vận động viên kéo con nam của nhân dân giải thuyền đang cổ vũ rất nhiệt tình cho đội 2019 kéo con nữ của xã Bát Mọt chúng ta mọi người ạ. Một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi xin thông báo cho các đồng chí trưởng đoàn. Tối hôm nay đúng 19:30 sẽ diễn ra chương trình khai mạc tuần lễ văn hóa thể thao và du lịch huyện Thường Xuân năm 2019. Ban tổ chức chúng tôi đề nghị tất cả các đồng chí trưởng đoàn yêu cầu không cho vận động viên của mình về. Xin mời quý vị đại biểu. Chúng ta các đồng viên chúng ta tập trung về tại sân nhà văn hóa để chúng ta cùng cổ vũ cho các đơn vị thi đấu nội dung chung kết của môn kéo co nam và kéo co nữ. Hiện nay thì đang diễn ra trận đấu giữa tranh giải ba của nội dung kéo co nữ. Nhưng mà các bác không phải chứ cũng được, còn 20 phân nữa ta thắng hết đây đường sau 2 chân trước. Đâu phải kết nào đâu.
Rất tiếc là xét thi đấu thứ nhất thì đội nữ bắt một của chúng ta đã bị thua với tỷ số 1-0 của người nhá. Bây giờ đang là xét thi đấu thứ hai đấy. Đều đã rất cố gắng nhưng mà đội nữ của xã chúng ta đã thất thủ với tỷ số là thua đội sinh sinh. Chúng ta để ý ông dầm chân này. Chúng ta để ý ông dầm chân lên lấy đạo này. Cố lên. Rất cố gắng nhưng mà đội của chúng ta đành về vị trí thứ tư của giải Cao Co tuần lễ văn hóa thể thao và du lịch huyện Đồng Xuân nha mọi người nhé. Đội nữ của chúng ta giành về vị trí thứ tư nha mọi người nhé.